điều trị bệnh lậu như thế nào? Một bệnh nhân ở Nhơn Trạch, Đồng Nai có hỏi: "Chào bác sĩ, em bị lậu 4 đến 5 tháng nay nhưng không biết để điều trị. Em có ra hiệu thuốc mua một liều kháng sinh về uống nhưng không khỏi. Bác sĩ cho em hỏi, điều trị bệnh lậu như thế nào?" Xin được trả lời bạn và mọi người như sau. Bệnh lậu là bệnh lây truyền qua đường tình dục do song cầu khuẩn gram âm hình hạt cà phê gây ra. Bệnh có thể lan truyền từ người này qua người khác thông qua đường miệng, bộ phận sinh dục hoặc hậu môn. Điều quan trọng nhất khi điều trị bệnh lậu là phải sử dụng thuốc đúng theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, thuốc chỉ có tác dụng điều trị bệnh tại thời điểm bị bệnh, không phục hồi được bất kỳ tổn thương vĩnh viễn nào do bệnh gây ra. Hiện nay, việc điều trị bệnh lậu đang ngày càng khó khăn do các biến thể kháng thuốc vi khuẩn gây bệnh ngày càng đa dạng. Phương pháp điều trị thông thường hiện nay là sử dụng thuốc Ceftazidime, Rocephin. Do tình trạng vi khuẩn kháng thuốc xảy ra với các loại thuốc khác, Ceftazidime sử dụng kết hợp với Azithromycin hoặc Doxycycline. Một số loại khuẩn lậu đã bắt đầu có biểu hiện kháng lại phương pháp điều trị này, khiến cho việc chữa bệnh lậu càng ngày càng khó khăn hơn. Lưu ý, việc sử dụng thuốc cần có chỉ định của bác sĩ. Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, bệnh nhân không được tự ý mua về dùng. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào hoặc quan tâm việc chữa bệnh lậu bằng đông y, mọi người có thể liên hệ với nhà thuốc theo số máy 0911 333 115. Tôi là Mai Phương, MC của kênh Lịch Đại Phu. Chúc mọi người sớm khỏi bệnh.